Xin chào các bạn. Hôm nay thì nhà mình đang ở Yale University ha. Đại học Yale nó nằm ở thành phố New Haven, tiểu bang Connecticut ở nước Mỹ ha. Vì bạn nào mà tìm hiểu về Đại học Yale thì cũng biết nó là một trong những trường đại học nổi tiếng của Mỹ mà cũng nổi tiếng cả thế giới ha. Đào tạo ra rất là nhiều nhân tài cho cả nước Mỹ và cả thế giới ha. Xin mời các bạn cùng mình theo dõi Đại học Yale nó như thế nào nha. Bye bye. Chào mừng các bạn đến với Du lịch và Trải nghiệm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái trường đại học danh giá, đó là Đại học Yale. Yale University hay còn gọi là Viện Đại học Yale. Thì Viện Đại học Yale là một đại học tư thục ở New Haven, Connecticut và thành lập vào năm 1701 ở khu định cư Connecticut. Yale là một trong những viện đại học lâu đời nhất của Hoa Kỳ, chỉ sau trường đại học Harvard và Viện Đại học William and Mary. Vào năm 1718 thì trường đổi tên thành Yale College nhằm vinh danh người Elisha Yale, thống đốc của công ty Đông Ấn Anh Quốc. Vào năm 1861 thì trường cao học nghệ thuật và khoa học là học viện đầu tiên ở Hoa Kỳ cấp bằng tiến sĩ hay còn gọi là PhD. Đại học Yale là thành viên sáng lập của Hiệp hội các viện đại học Mỹ vào năm 1900. Từ đầu thập niên 1930 thì Yale College được cải tổ thông qua việc thành lập các cơ sở đại học. Hiện có 12 cơ sở, dự định sẽ thành lập thêm 2 cơ sở nữa. Yale sử dụng hơn 1.100 nhân sự để giảng dạy và tư vấn cho khoảng 5.300 sinh viên chương trình cử nhân và 6.100 sinh viên cao học. Tài sản của viện đại học bao gồm là 19.4 tỷ đô la tiền hiến tặng, đứng thứ hai trong số các học viện nhận tiền hiến tặng nhiều nhất, có 12.5 triệu đầu tư sách được phân phối cho hơn 20 thư viện của viện đại học. Trong số những quán quân giải Nobel thì có 51 người có quan hệ với Yale như là sinh viên, giáo sư hay nhân viên. Những nhân vật nổi tiếng xuất thân từ Yale có 5 tổng thống của Hoa Kỳ, 19 thẩm phán tối cao pháp viện của Hoa Kỳ và vài nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Trường luật danh giá của Yale là trường tuyển sinh gắt gao nhất của nước Mỹ. Được đội thể thao Yale Bulldogs thi đấu liên trường trong bảng Ivy League thuộc Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia. Yale và Harvard là hai đối thủ cạnh tranh khốc liệt với những đỉnh cao truyền thống và game, trận đấu bóng bầu dục hàng năm giữa viện đại học với nhau. Và Harvard, Yale, cuộc đua thuyền hàng năm của giữa hai trường về màu sắc chính thức của viện đại học và các đội thể thao là màu lam của Yale. Mình đang đứng đây đó là trong khuôn viên của viện đại học Yale. Thì mỗi một trường đại học thì sẽ có một cái khuôn viên xanh mát như thế này để sau mỗi giờ học căng thẳng thì học sinh có thể ngồi ở đây để thư giãn. Cũng có những quán nước để mà ngồi uống nước thư giãn hoặc là đọc sách hay là làm bài tập rồi cũng được. Thì ở nơi đây rất là thoáng mát và có nhiều cây xanh.
Như mình đã giới thiệu thì Đại học Yale là đại học tư thục ở New Haven, Connecticut. Đây là đại học lâu đời thứ 3 ở Mỹ và là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đây là cái nôi bồi dưỡng những chính trị gia của nước Mỹ. Rất nhiều vị tổng thống Mỹ đã từng tốt nghiệp tại trường đây, như là ông Rutherford Bush, tổng thống George W. Bush, Bill Clinton hay là George W. Bush, người con của ông tổng thống W. Bush. Trường Đại học Yale được thành lập vào năm 1701. Trường đại học tư nhân này được đặt tại New Haven, Connecticut và là thành viên của Ivy League. Đại học Yale bao gồm 3 bộ phận chính là cao đẳng Yale, đào tạo chương trình đại học, trường đại học nghệ thuật và khoa học và các trường đào tạo về chuyên ngành. Đại học Yale là một trong 8 trường thuộc nhóm Ivy League, nhóm trường danh giá với ý nghĩa và hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo lâu đời và hàng đầu của Hoa Kỳ. Trong 15 năm liền thì Đại học Yale xếp hạng thứ 3 cao nhất bảng xếp hạng của trường đại học tốt nhất, đứng thứ 5 theo US News Best College, đứng thứ nhất về chương trình giảng dạy và chương trình tư vấn cho học sinh trung học, đứng thứ 2 về Best Value School. Đứng thứ 6 trong top 10 trường nổi tiếng nhất thế giới về y khoa. Trường y khoa Yale được thành lập vào năm 1810 và một trong những trường y khoa lâu đời nhất của nước Mỹ. Theo AOWU, cũng xếp hạng Yale đứng thứ 25 thế giới về khoa học tự nhiên và toán học, hạng 9 về nhóm ngành nông nghiệp, hạng 8 về nhóm ngành khoa học xã hội. Nữ diễn viên Meryl Streep, phóng viên của Bob Woodward và nam diễn viên Edward Norton từng là những nhân vật nổi tiếng tốt nghiệp trường đại học Yale. Trường Đại học Yale tọa lạc tại khu đô thị sầm uất với tổng diện tích sử dụng là 342 hectare, ngay tại khu New Haven, lịch sử của bang Connecticut. Đây là một cảng biển cách thành phố New York 120 km về phía đông bắc. Nơi này nổi tiếng với những chương trình kịch nghệ và âm nhạc rất là tuyệt vời. Hàng năm, Yale thu được nguồn vốn hỗ trợ khoảng 17 tỷ USD, chỉ thấp hơn 50 so với Đại học Harvard. Thư viện của trường có khoảng 13 triệu cuốn sách với 50.000 cuốn sách hiếm đặc biệt và bộ tập tuyển tập Western America, lớn thứ hai trong hệ thống thư viện của các trường đại học Mỹ. Những sinh viên học tập tại trường được xếp vào chỗ ở một trong 12 khu ký túc xá của trường. Đại học Yale cung cấp nhiều dịch vụ cho sinh viên quốc tế, bao gồm các dịch vụ của gia sư cho sinh viên, trung tâm phụ nữ, các dịch vụ đầu vào, dịch vụ sức khỏe y tế và bảo hiểm. Trường Đại học Yale cũng có khuôn viên đại học an toàn với lực lượng bảo vệ 24/24. Các dịch vụ trong xe, giữ xe ngày và đêm, cung cấp các cuộc gọi khẩn cấp, các lối đi có ánh sáng đèn suốt đêm, dịch vụ chìa khóa, thẻ từ vào các khu ký túc xá cho sinh viên của Đại học Yale. 5% sinh viên được sử dụng xe hơi trong campus. Đại học Yale nổi tiếng với những campus tuyệt đẹp theo kiến trúc của Gothic. Trường nhận được mức đánh giá là 99% về độ hài lòng của sinh viên và cũng là trường đại học cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế nhất tại nước Mỹ. Trường Đại học Yale là viện đại học công sứ giáo đoàn đầu tiên tại Mỹ và cũng là viện đại học đầu tiên ở Mỹ cấp bằng tiến sĩ vào năm 1861. Trường có khoảng 3.300 giảng viên, 5.300 sinh viên đại học và có 6.000 sinh viên sau đại học.
Tổng số sinh viên quốc tế là 2.249 sinh viên, chiếm 18% tổng số sinh viên theo học tại trường. Trong đó có 581 sinh viên theo học đại học từ 158 quốc gia. Mình đang đi vào một cái thư viện lớn của Đại học Yale đây. Đó là một tòa nhà lớn, bên trong chứa rất là nhiều sách. Thì Đại học Yale là có khoảng 13 triệu cuốn sách với 50.000 cuốn sách hiếm đặc biệt và bộ tuyển tập Western America lớn thứ hai trong hệ thống thư viện của các trường đại học tại Mỹ. Thì các quyển sách này có nội dung rất là quý hiếm, thì được trưng bày bên trong một cái nhà kính. Thì có người quản lý ở đây, khi mà học sinh muốn vào mượn sách thì sẽ thông qua một người quản lý và họ sẽ đi vào lấy quyển sách ra cho nhân viên, cho học sinh. Học sinh không được đi vào cái nhà kính này. Có lối trưng bày rất là cổ điển và rất là đẹp mắt.
Trường đại học cung cấp các chương trình về bậc đại học, sau đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Trường đại học giao bao gồm có 13 khoa chuyên ngành, trong đó có khoa lực là xếp hạng thứ cao nhất về khoa đại cương, khoa nghệ thuật và khoa học, khoa lực, khoa quản lý, khoa dược, khoa kiến trúc, khoa kịch nghệ, khoa kỹ thuật, khoa học ứng dụng và khoa lâm nghiệp, môi trường, khoa âm nhạc. Về yêu cầu về ngoại ngữ khi nộp hồ sơ là phải các bạn phải chuẩn về nói tiếng Anh rất là phải giỏi, và tất nhiên là phải có điểm chuẩn rất là cao thì mới được tuyển vào cái trường đại học danh giá này. Mình vừa chia sẻ với các bạn một số kiến thức cũng như là kiến trúc xung quanh cái khuôn viên trường đại học này. Kiến trúc rất là đẹp mắt, phải không các bạn? Thì rất là nhiều người mong muốn được thi vào trường đại học này, và khi mà tốt nghiệp thì sẽ có một tương lai rất là tươi sáng. Thì mình sẽ chia tay các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!